Đối với gam pha trưởng thì chúng ta sẽ đặt nốt pha bằng ngón 1. Chúng ta sẽ chơi ở quãng thấp hơn đô trung tâm. Và chúng ta chơi là ngón 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 và 1, 2, 3, 4. Bây giờ cô thực hành với tay phải. Tay trái thì chúng ta sẽ chơi ngón là 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 và 3, 2, 1. Sau đó cô sẽ ghép hai tay như sau.